Hôm nay mình sẽ đưa mọi người đi xem cái lễ cấp sắc. Cái lễ cấp sắc hay còn gọi là cái lễ đặt tên âm của người Dao, khi mà được khi mà người đàn ông trưởng thành thì tất cả mọi người dân tộc Dao ấy thì người ta sẽ có điều kiện thì người ta sẽ làm một cái lễ là lễ cấp sắc. Mọi người hãy cùng đi theo chân mình xem là lễ cấp sắc của người Dao nó diễn ra như nào nhé. Hôm nay là ngày 15 tháng Giêng nhé. Nhà đường đang là mưa phùn thế này, rất là trơn luôn. Hiện giờ, bây giờ thì mới có 4 giờ chiều. Đây là nhà ông cậu mình. Trời mưa phùn, rất là âm u. Đây là các bà các bác, không phải là cứ lúc nào cũng được gặp nhau đâu, mà là cứ có mỗi lần có dịp như này thì tất cả các bà mới có dịp để mà gặp nhau. Mình lên cũng hơi muộn nhưng mà vẫn còn kịp xem khai mạc mọi người ạ. Ở với gần cái phần khai mạc này ấy, thì mình sẽ giới thiệu cho cả nhà là trước giờ vào làm lễ thì sẽ có một cái khai mạc. Khai mạc hay còn gọi là khai báo tổ tiên hoặc là khai thông nhá. Ở tiếng dân tộc mình thì gọi là to tiêu, gọi là tiếng Kinh gọi là lấy rượu nhá. Một là một cái lễ mở màn to tiêu là khoảng 2 đến 3 tiếng nhá. Để cho các thầy nhận chức danh làm thầy nhá. Các thầy là gồm có 7 thầy nhá. 7 thầy, thầy đầu tiên là thầy to nhất. Thầy to nhất là kết hợp là chỉ chở say. Còn thầy thứ hai thì khòi giảo là thầy thứ hai nhá, kết hợp với diền trải say. Thầy thứ ba thì tình mình. Thầy thứ tư thì phù ký say. Còn thầy thứ năm thì tì dùn say. Tì dùn say này, thầy này thì đi trước nhưng mà phải về sau. Thầy này thì không lớn mà cũng chẳng bé đâu, nhưng mà chủ trì nghi lễ bày mâm cỗ thịt gà, thịt lợn là do ông này hết nhá. Còn thầy thứ 6 thì gọi là tùng tàn. Tùng tàn là thổi kèn ấy, trong nghi lễ. Còn thầy thứ 7 là tạ tàn, cũng là có trách nhiệm rất là lớn. Nếu mà ở trong nghi lễ này thì thiếu một thầy là không thể làm được tiếp tục đâu nhá cả nhà nhá. Tiếp tục đến là nghi lễ tiếng kèn trống để khai lễ treo tranh thờ nhá. Rồi đến nghi lễ lấy rượu. Thầy cả và thầy hai với gia chủ sẽ lấy rượu. Phần 2 thì các thầy với gia chủ sẽ chuẩn bị mặc trang phục để làm sình hung, hay còn gọi là lễ đàn hương để cho các thần linh về dự lễ. Lễ sình hung được các thầy chia làm 3 đoạn. Đoạn 1 làm lễ dâng hương, các thầy sẽ nhảy 3 lần để đón tổ tiên về dự lễ. Đoạn 2 là đón các thầy tượng tam thanh. Đoạn 3 là đón các thần linh dâng hương 3 lần về dự lễ cấp sắc khai quang của gia chủ. Như mình đã giới thiệu ở phần đầu, đây là phần nghi lễ sành hung nhá. Cái nghi lễ sành hung này thì ở chỗ các bạn, nếu mà bạn nào là dân tộc Dao như mình ấy thì các bạn ở chỗ mọi người làm lễ cấp sắc này có làm giống như mình không ạ? Mọi người xem như nào thì bình luận ở dưới cho mình biết với nhá.
mọi người để ý ấy, thì sẽ thấy thầy cả với thầy hai nhé. Sau khi nhảy 3 lần thì người thầy thứ 5 mà người thầy vừa nãy bảo là đi trước về sau ấy, người thầy đấy sẽ bẻ hương trong tay của thầy cả với thầy hai nhé, để đưa lên trên bàn thờ, gọi là đón thần linh về dự lễ. Ở phía dưới này thì toàn bộ những người khách ở xa hay là ở gần là ông cụ mình mời tới dự. Những người khách này là ở làng khác nhé. Còn bà con ở làng thì trong làng thì phải tối mọi người mới đến cơ. Tại vì bây giờ còn sớm mà mới có hơn 4 giờ thôi. Những vị khách này thì ở xa thì đến từ sáng nay rồi. Đây là không gian bếp này. Con cháu trong nhà đang chuẩn bị. Vừa mấy thịt lợn xong. Thịt xong hai con lợn này, thịt gà này. Giờ là chuẩn bị cho bữa tối, cho khách về dự lễ để ăn cơm cùng. Không biết là có ai như mình không? Mình thì được cái từ nhỏ đến giờ là mình rất là mê các thầy cúng mặc các cái bộ trang phục, nhìn mặc lên rất là hoành tráng. Tí nữa mình sẽ đi xin các thầy chụp ảnh xong là quay các thầy xem các thầy có cho không nhé. Xem kiểu nào hay hơn. Các thầy dùng mình vào chụp đây. Hoặc là mặc ông đứng thẳng vào rồi đẹp rất đẹp rồi, xếp hàng ngoài này được chưa? Cháu sẽ làm được đẹp hết, sẽ làm được đẹp, không được nghiêng. Rất là mừng luôn mọi người ạ, các thầy rất là hợp tác với mình. Mình đã chụp ảnh được và quay phim được, nói chuyện với các thầy rất là bình thường chứ không phải là các thầy phân biệt này nọ. Mình cảm thấy rất là vui. Còn bây giờ là đến phần 3 nhá. Phần 3 này là nghi lễ. Nghi lễ này gọi là nghi lễ tiếng dân tộc mình gọi là đi nhìa pê nhá. Đi nhìa pê là rước các binh mã của các cụ lên bàn thờ này. Đặc biệt lưu ý khi mà các cụ ủng hộ mình ấy thì mình đá cái bảo bối này một lần hoặc hai lần là nó tự bay vào rồi. Còn nếu mà không ủng hộ ấy thì hoặc là có thầy lạ yểm bùa ấy thì có đá nhiều cũng không vào đâu. Cái này thì tiếng dân tộc mình gọi là kìm đủ nhá, cũng không biết gọi là như nào, chỉ biết gọi là bảo bối thôi, cũng không biết gọi là như nào đâu. Nói chung ấy, về cái dân tộc Dao của mình ấy, mà nhà nào mà vừa mới lập bàn thờ ấy, vừa mới tách ra thì cũng phải có cái con kìm đủ này nhé.
với cả làm cái lễ cấp sắc này cũng vậy, cũng phải có nó nhá. À, cứ mãi nói chuyện, thầy đã được con kìm đủ vào trong bàn thờ rồi nhá cả nhà ơi, mừng quá. Đấy là sau một đêm các thầy cúng hết nghi lễ này đến nghi lễ khác thì bây giờ trời cũng sắp sáng rồi. Đây là nghi lễ thứ tư. Sau một đêm các thầy thức thì bây giờ trời cũng gần sáng rồi. Mình thì mặc quần áo rất là nhiều, ngồi ở đây không làm gì mà còn cảm thấy người run bật hết cả lên. Nhưng mà các thầy vẫn nhìn vẫn còn thấy rất là bình thường, không hiểu làm sao mà kiểu như các thầy có bùa hay kiểu gì. Mà nghi lễ này thì sẽ là thầy cả sẽ tong sui tô nhá. Tong sui tô ấy là để xuống phép cho gia chủ. Mình hiểu nôm na là như vậy. Để gia chủ ngủ mê nằm xuống để khai báo thần linh, để kể từ giờ phút này thì gia chủ sẽ trở thành người trưởng thành mẫu mực. Nếu mà sau này ấy có người mời làm thầy ấy thì thần linh sẽ công nhận là người thầy đã được cấp sắc. Và bây giờ đến đây là trời sáng hẳn rồi nhá cả nhà ơi. 7 giờ hơn rồi nhá. Ở đây là phần cuối của nghi lễ nhá. Cái phần này thì gọi là lễ quả lai tải nhá. Tiếng dân tộc mình gọi là quả lai tải nhá. Cái lễ này thì gồm có vợ chồng của thầy cả và vợ chồng gia chủ nhá. Phần lễ gồm một là hốp tạp bầu tiêu này, hay còn gọi là rượu ngọt. Thông trời thông đất sẽ trao lại tải, hay còn gọi là quả lại tải. Của phần lễ này đặc biệt quan trọng đối với lại vợ chồng thầy cả và của gia chủ nữa nhá. Vì trao hai bảo bối này thì mới được công nhận là buổi lễ mới hoàn thành. Nên lót xeo chống chống bóng 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 thì nên nó mà tìm có dễ và lành. Tang tang boy,
tại cái chuyện muốn thì mình tăng cường tình châu nhồi châu thế mà nè tiếp kiện á thì cần tăng giá thì làm và thế còn mua mình thế ở cái dân còn mua tại châu chết tình thở chết còn tiếp kiện tại chết về lên kiện tại chết thì cần tăng giá thì làm và thế còn mua mình thế ở nè tiền kiện tại chết tiếp kiện tại chết tiền kiện tại chết tiền kiện tại chết tiền kiện tại phàm tiền kiện tại phàm nên này công phải nhớ rồi cả quê nè qua thế còn mua mình thế thì dân tại chết tại châu chết tình thở chết còn về thì à lên kiện tại chết tại giá chim đồng nhau nhau chung 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 mà nhau tao với nhau quá tao giống buồn á, à tao muốn cái buồn à, thông lùng thông đáo rồi vô chủng chạy tiệt, chuyện mình chạy tiệt vô hút từ bộ tiêu mắc quả to vô, bộ tiêu mắc quả to vô, à tại cha chém đồng nhau 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 thì châu nhau châu thế hùng, và giờ thì à đây kiện đấy xin xin tao cá thì là, tiền tao tao châu chết tiền tao cũng chết quả quả thế quả quả mày tiêu, này kia tại chết tiêu kia tại chết tiêu kia tại nhỉ này kia tại nhỉ này kia tại vào tiêu kia tại vào thì đây nhá cả nhà nhá, như lúc nãy mình đã nói thì đây là cái lễ lấy rượu nhá, cái lễ lấy rượu và cái lễ quả lại tải nhá. Mọi người hãy cùng để ý với mình xem là quả lại tải là nó như thế nào nhá. Cái quả lại tải đấy thì là tiếng dân tộc của mình thôi nhá, còn về tiếng phổ thông ấy thì mình không biết gọi là như nào nhá. Đây mọi người để ý xem này, vợ của thầy cả sẽ đưa một miếng gọi là cái bảo bối để cho lên vai của thầy nhé, cho hai thầy to nhất nhé, thầy cả và thầy hai nhé. Xong rồi sau khi đưa xong rồi hai thầy bắt đầu bảo vợ gia chủ và vợ của thầy cả vào quay vào trong nhà và tiếp tục vào trong buồng đi để ngồi thật kỹ ở trong buồng nhé. Tập cho cái nhóm tiếp về cái nhóm mà thích mới mới phun về ngày xưa mình ngờ còn trẻ con đấy, khi mà đi xem các bác làm ấy thì thấy các bác bảo là cái phần này là cái phần quan trọng nhất này. Khi mà vừa nãy cả thầy của vợ của thầy với lại vợ của gia chủ cùng nhau ra bên ngoài đi quả là tải xong ấy, rồi quay mặt vào trong ấy thì vợ gia chủ là phải vào trong buồng đi ở nhá, cả con cả cháu nhá, vào trong buồng đi không được nhìn trộm ra ngoài người chồng, người bố, người ông đang làm cái nghi lễ này nhá. Làm cái này là rất là kiêng kỵ với người vợ.
đặc biệt là với người vợ nhá. Nếu mà nhìn vào là như kiểu mình nghe hiểu nôm na là kiểu như mình nhìn vào đấy xong rồi bảo không, tốt nhất là không được nhìn, nhìn vào là sợ như kiểu mãi mãi mình không nhìn thấy bao giờ ấy, mình hiểu nôm na là như thế. Còn nói về sâu xa hơn thì thôi, tốt nhất mình không nói, mình chỉ hiểu nôm na là như vậy thôi nhá. Nên là tốt nhất là vợ con thì ở trong buồng thật kỹ, không được nhìn trộm. Là khi nào làm lễ xong ấy thì mới được nhìn, thì mới được ra khỏi buồng nhá. Người Dao mình rất là kiêng ở phần nghi lễ này. Ở phần này ấy, mình xin phép cả nhà nhá, mình sẽ quay thôi chứ mình không nói gì nữa đâu. Tại vì cả nhà xem thì mọi người sẽ nhìn thấy và sẽ cảm nhận được đó là phần nghi lễ như nào nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cuối cùng thì các thầy sẽ tạ lễ cho thần linh để thầy cả và thầy hai sẽ rước binh mã về. Và cái buổi từ hôm qua 4 giờ chiều đến tối hôm qua các thầy cúng cả đêm, đến bây giờ cũng sáng rồi, gần trưa rồi. Rất là nhiều cái nghi lễ nhưng mà mình chỉ gọi là tóm tắt được cho cả nhà mình biết là cái nghi lễ cấp sắc của dân tộc Dao mình là nó là diễn ra như vậy thôi. Và đến nghi lễ cuối cùng này thì tất cả các thầy sẽ tạ lễ để cho thầy cả và thầy hai rước binh mã về nhé. Và video của mình thì cũng đến đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé. Cả nhà mình xem video xong bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình với nhé. Để mình có thêm động lực để làm những video hay hơn cho mọi người xem nhé. Cảm ơn tất cả mọi người ạ.